Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Không còn điếu nào hết trơn cái trời vậy trời. Trời ơi, Tết đến mà trong nhà nó không có cái thứ gì hết trơn cái trời vậy. Thậm chí thuốc cũng hết nữa. Làm sao mà ăn Tết đây? Hên quá. Hút thuốc rồi còn mấy con dê nhủi đây cũng đỡ. Tết đến rồi. Thôi. Trời đất ơi, còn có 5 cái con dê nhủi à. 5 con dê nhủi. Dám chiều đây sổ 05 lắm rồi ta. Mình nằm á ở nhà mà không có tiền mà giống con trùng lắm. Vậy gì dám sổ chiều đây sổ con trùng 05. 05 ba, hy vọng 05. Ba làm giảm gì vậy ba? Tao nghi về chiều đây sổ 05 mày. Sao sổ 05? Tao lụm được 5 giấy nhủi. Tao vẫn thuốc không đè. Tao nghi về chiều đây chắc sổ 05 nghèo quá, chắc sổ 05 quá. Vậy mà ba nói ba vu bàn đề. Sao? Ba lượm được 5 cái giấy nhũi, ba dấn thành được thuốc ba hút. Đúng rồi. Vậy là chiều nay sổ 15. Sao 15? Tại vì 5 giấy nhũi dấn thành một điếu là số 1. Với 5 giấy nhũi số 5 nữa là 15. Đúng rồi. Dám sổ 15 đó. Đó. Vậy là muốn chuột. Tao nằm sáng giờ coi rút giống như con chuột rồi đó. Dám sổ con chuột. Thấy chưa? Nói cái này cái dính cái kia có lý hay không? Chiều nay sổ 15 hả? Rồi sáng nhà bị đâu ạ? Thì tôi đi vòng vòng tôi buồn quá, tôi không có đồng nào á, đi kiếm mấy bạn chí cốt nó mượn tiền nó. Ấy, mày có mượn được tiền không? Trời ơi, nó gặp tôi từ xa là nó chạy, nó trốn như trốn nợ rồi mượn được đồng nào. Nợ là mày á. Bởi vì ba thấy không, ở đời nhiều cái hận lắm ba. Lúc mình huy hoàng á, tụi nó bu mình như rùi như kiến. Bây giờ mình điêu tàn rồi, tụi nó chạy mình, nó thấy mình như kiến như rùi. Ở đời đừng có buồn con, hết cơn bị cực rồi tới ngày tối tâm rồi. Có ông ai thử lại cha con mình ráng nuôi đề đi, có ngày sẽ huy hoàng cả ràng con táo à. Ôi ba ơi, con thấy rồi ba ơi, nuôi gà nuôi vịt rồi quả mai chứ còn nuôi đề là thua. Ba thấy không, trong nhà mình đâu có còn gì để bán đâu, tất cả món đồ gì không có cánh mà nó bay không một lời từ biệt luôn. Nó bay rồi nó sẽ bay trở lại. Lại không? Trời đất ơi, cáo chết 3 năm còn quay đầu về hang mà. Đừng lo gì hết á, mày không nghe người ta nói sao? Sao? Có công mài sắt có ngày nó xà bén. Ba nói gì tôi không hiểu ba. Mày nãy giờ mày nói tao không hiểu á. Nói gì kể gì chân quất hết rồi được sao nữa. Tôi chán quá, tôi đi ngang quán bà Năm Béo á. Tôi vô tôi quất một xì rượu luôn. Dạ. Tao quất một xì rượu. Dạ. Rồi mày có đem gì cho tao biết nào không? Ba nói chuyện mắc cười quá. Mua thiếu rồi bắt đem về cho ba. Lúc uống là đâu dám nói bà tiếng nào đâu. Uống xong cái nó thiếu cái ba chửi không còn gì, ba dí tôi ba. Đờ xà mày đừng nói, nói tao thèm rượu quá trời quá đất. Dí tôi chạy. Tôi chạy ngang cái biệt thự kia kìa, tôi thấy một bầy chó nó dí tôi. Nó làm như tôi cướp trộm vậy, nó sủa quá trời quá đất, tôi hận chứ. Ý, nó thấy mình nghèo nó sủa mình, tại sao nhà giàu nó không sủa? Bởi vậy? Khum xuống lượm cái cục gì chọi nó liền. Tôi không có cục gì, tôi lượm nhầm cái cục này ba. Cục này ghê lắm. Vàng hả? Nghèo thấy vàng rõ mắt ra. Chứ cái gì? Cái cục này ngộ lắm. Cái gì? Nói đừng cho ai biết nha. Trời làm gì quan trọng. Ngộ không? Ê, cái này giống cái móng ngựa không mày? Chắc nó đó. Móng ngựa mà đưa tao gì? Bởi vậy ba không biết gì, cái đây là cái điềm nè của trời cho mình là ba. Ba nghĩ coi trong thành phố này làm gì có ngựa chạy. Ta đi xe hơi không à. Tự nhiên có cái móng ngựa là có điềm trời cho mình có tính với mình bạn. Bạn đề mình đánh nó. Đúng không? Giữa thành phố này làm gì có xe ngựa? Đó. Mà tại sao lại có móng ngựa? Tại sao? Là có thể là Ngọc Hoàng thử thách mình đó. Mà cái đời Phật cho mình. Dạ. Mà mình không biết. Dạ. Vì mình phải bàn. Bàn đi ba. Bây giờ lượm được cái móng ngựa. Dạ. Chắc có lẽ là mình phải đánh con ngựa. Trời ơi, vậy ba cũng bàn nữa. Ba bàn tầm thường quá ba ơi. Sao? Có lẽ là lượm móng ngựa đánh con heo. Không phải. Cái vấn đề con này con kia không có thành vấn đề. Con nói đây là bàn là mình bàn của mình đánh số mấy. Bàn cho có kỹ. Để vượt là uổng lắm đó ba. Móng ngựa.
Dạ. Tao hiểu rồi. Bà tính rồi bà. Móng ngựa tức là dành móng ngựa. Dành móng ngựa là có quan tòa. Đúng vậy. Dạ. Không không, hả? Quan tòa không đứng trong dành móng ngựa. Ở ngoài hả? Ở ngoài. Dạ. Ngồi trên cao. Dạ. Mà đứng trong vòng đây là bị can mới đứng. Bị can. Đỡ. Bị can là bản ký. Hả? Bản ký là ai? Là chó. Chó rượt mày. Bạn kia là con kia là chó. Hay quá, con không ngờ bà thông minh quá bà ơi. Mình phải đánh chó. Đánh chó ha. 11, 51, 91. Bây giờ con tính ra. Ừ. Đánh con chó lớn chó nhỏ. Ừ. Bây giờ con là chó nhỏ, ba là chó già. Mất dạy. Không, ba là chó lớn, con chó nhỏ. Mình đánh hai con luôn. Ừ. Mình bao lô hết bảo đảm. Bữa nay tôi đúng trúng cha con mình ăn Tết huy hoàng luôn bà. Đi đánh. Ba đưa tiền. Tiền gì? Tiền đâu đánh? Ờ, mà tiền đâu đánh ta? Trời, lãng nhách vậy mà kêu đi đánh. Nhà không còn đồng nào hết trơn. Giờ muốn kiếm gì bán ba? Ha ha ha. Ha ha ha. Gì ba? Kiếm mày à? Có rồi. Gì? Mày vừa nhắc tới. Nhà. Mình cầm cái nhà này đi con. Mày, ba suy nghĩ kỹ rồi. Tết nhất cũng để cha con mình ra đường ở ba. Đừng lo. Bán cái nhà luôn được nó cầm. Đó. Rồi đây chiều nay sổ trúng đó. Dạ. Cha con mình sẽ ăn Tết huy hoàng rồi làm táo. Cho nở mặt nữa bài cái xóm này, cho cái xóm này biết mặt cha của mình. Ba sẽ mua cái nhà lầu 3 tầng. Dạ. Tầng dưới đó. Dạ. Mình ở biên. Rồi đã ta. Tầng thứ nhì đó cũng đã luôn. Phơi đề. Tầng thứ ba là cha con mình ở mà đi thang máy luôn. Rồi cho cái tao làm cái thang máy trước cửa nhà tao tuột lên tuột xuống cho xóm này để mặt tao luôn. Nằm niệm hơi ba. Đi con đi đi. Dạ con đi ha. Cũ éo liền. Kêu bán cái nhà luôn phải không? Mặc dù không giấy tờ nhưng vẫn bán. Chưa ba. Ba ở nhà chờ tin con. Ba sẽ chờ tin con. Rồi đây, ta sẽ ăn một cái Tết huy hoàng. 11, 51, 91. Có công mài sắc có ngày đến xa bén. Thôi ông ơi, tôi sợ ông quá luôn rồi ông ơi. Bạn hay quá. Bạn và hai cho con không có cái nhà ở luôn thấy không? Mình cần nhà hoài với mày. Trời đất ơi, có công mài sắt có ngày nó xà beng nhá. Nên gì vậy, nên gì? Thua cao đầy thì mà cha con mình gầy cao khác. Gầy gì còn hai bộ xương khô gầy gì nữa. Ông á, bạn giỏi quá, tôi nghĩ ông là ba tôi. Tôi để ông quyết định ông việc luôn. Ông bạn là đúng rồi. Đánh con chó nó xử cho con mèo là phải rồi. Tại vì bạn ký là ai? Là con mèo làm sao con chó được. Đi đánh con chó à, chịu xử con mèo. Ở trong nhà có con gì là bạn ký á, là dân cả con chuột à, con gà tao nuôi con bạn ký á. Nói cho mày lát đánh một cái trăm số à. Thôi kiếm chỗ ngủ đi rồi tối ra nằm mơ thấy cái gì quýnh nữa. Quýnh nữa, vậy đâu quýnh nữa. Nằm lại ở đây, nằm ở đây. Mệt ông quá, tôi sợ ông lắm luôn rồi. Gì đây? Có miếu thờ ông nào đây? Của ông này là ông nào vậy trời? Thần thánh người ta hỏi chi ông ơi. Mặt lạ quá à. Xung quanh chữ tàu không à. Biết số nào đâu đánh. Trời ơi, thần mà ông cũng tha đánh nữa. Đánh đề nữa hả? Bán cái nhà rồi chưa vừa lòng sao đánh nữa. Mày thằng nhàn quậy vậy mày. Bây giờ mình quy hoàng quá rồi, con không thấy sao? Quy hoàng đâu? Thì từ cái nhà bình thường rồi đó tới khách sạn rồi. Khách sạn nào? Nằm xuống đây. Nằm gì? Nằm xuống đi, tao chỉ cho khách sạn. Đâu, quá lên trời coi. Rồi thấy rồi. Đó, thấy khách sạn ngàn sao không? Trời mệt quá mày. Ngủ buổi cắn thấy mùng nội đi khách sạn. Ôi, khổ quá vậy là trời. Tại sao trời không giúp người hiền? Ông mà hiền. Cả trớn là sẽ khó hổ quá vậy hả? Hãy kêu ta đó. Ủa gì? Đi hát vậy hả? Mày hát đâu hát. Nãy tao đang ban chợ nghe ai kêu tên tao. Tao đâu tao đi. Cà chớn. Thần cà chớn. Hả? Ông thần. Ông là ông thần. Ừ. Lại. Ông thần cà chớn. Ừ, thần tiên giúp đỡ người hiền ta, thần cà chớn giúp đỡ người nào ác ta mới giúp. Vậy hả? Ủa vậy ông ơi, ông giúp ba tôi đi ông. Ác không? Ba tôi ác lắm á. Ác cỡ nào? Ba tôi tàn nhẫn lắm á. Tàn nhẫn. Nói chung là trên đời này có cái gì độc ác tàn nhẫn vô như đạo nhất là ba tôi. Cái gì vậy? Nói vậy cho ông giúp, ông dở quá. Quên. Ác, tôi ác lắm. Đó ác ta giúp. Dạ. Nếu hai người cần gì nói đi, ta giúp cho. Ông ơi, mấy lần vấn đề thua hoài à. Giờ ông giúp tôi vấn đề ăn đi ông. Vấn đề trúng cái. Trúng gì? Đề. Đề, gỡ cái nhà ông ơi. Đề là cái gì? Trời đất ơi, tôi nói không nghe, đề á, đề không biết là đề á. Ờ. Sao ngu quá hả? Không có. Cảm ơn khen tao. Trời ơi. Ai chửi tao đâu khoái à, tao giúp đỡ người ác mà. Ngộ. Nó kỹ đi, nó nói gì tao không hiểu. Thí dụ vậy nè. Thí dụ tôi nói không nghe nè ha. Ừ. Thí dụ như mình bây giờ mình bỏ ra 1.000 đồng. Đó. Mình quýnh một con số nào đó. Ừ. Cái mình trúng.
Trúng cái này là mình chịu mình lãnh là 70 ngàn. Dạ. 1 ngàn trúng 70. 1 ngàn trúng 70 ngàn. Dạ. Hiểu không? Tao hiểu là chết liền. Trời đất ơi, trời biết mày nói mà cắt nghĩa giọng hiểu ơi. Ông này như ông gì chứ phải ông thần ơi. Ừ. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Bây giờ ông nằm mơ hoặc ông nghĩ ra cái số gì đó. Thí dụ như nghĩ ra con dê đi. Nằm mơ thấy con dê ha. Ừ. Đánh 35. 35. Ông cứ đánh 1 thì trúng 70 vậy đó. À, biết rồi. Biết không? Nằm mơ thấy con gì đánh con đó. Dạ. 1 trúng 70. 70 lần. 1 ngàn trúng 70 ngàn. Đó. Rồi 10 ngàn trúng 700 ngàn. Dạ. Đó, mà quýnh ba con á là trúng gấp 3 lần lên luôn. Thấm luôn á. Trời dữ vậy ta. Dạ. Ừ, ta muốn có tiền ta phải làm phép ta mới có tiền. Dạ. Mọi người trần gian mấy người cho sướng quá. Nằm mơ thấy con gì đánh cái trúng có tiền liền. Đó, của trời cho đó. Hả? Đó là của trời cho. Của trời cho. Dạ. Hay quá. 1 trúng 70. Đó. Để ta về trời ta bàn với mấy tiên. Tội nghiệp mấy tiên lắm. Mỗi lần muốn xin tiền vợ, vợ không cho cái buồn. Đó. Nói vậy mà rủ mấy tiên đánh với. 1 trúng 70 mà. Dạ. Ừ, sướng quá trời. Tiền bình hả? Ra điện thoại. Điện thoại. Điện thoại. Trời ơi, đừng chơi điện thoại di động hả? Chứ sao, trển giờ có nói mạng vi tính nữa à. À, xin lỗi. Bé yêu à, trời anh nè, anh nè. Đang đi công chuyện, như vậy. Máy giặt đồ bị hư hả? Được, để anh về liền, Hô, bà gì trời ơi, chưa bãi. Ông chưa giúp tôi bãi gì? Chưa cho số nào hết. Biết số nào đâu cho. Trời đất ơi, nấu nãy giờ không hiểu luôn hả? Tao đâu có hiểu đâu. Thì ông nghĩ ra số nào đi. Ông nghĩ ra cái số nào, ông cho số đấy à? Không, mấy đứa mình bàn đi, bàn đề đi. Trời ơi, mới đề rành quá ha. Trời ơi, cái gì chứ, học bài bạc rành lẹ lắm, tiếp thu dễ lắm. Giờ bàn đi. Bàn sao? Tính đi ông. Không mấy, đánh tuổi ta đi. Ông tuổi gì? À, để ta tính coi á. Dạ. Tuổi ta năm nay được 3535 tuổi. Trời ơi, 35. Ừ. Số bảo luôn ba. Bảo luôn á. Ừ, cái này đánh trúng lớn lắm à. Vậy các người ở đây đã đáng đánh cho trúng lớn nghe không? Dạ. Bây giờ ta phải về trở liệu thôi, bà vợ mà không gặp ta hả? Ta thần cà chớm trở thành thần te tua luôn á. Dạ thưa thần, nếu mà chiều nay á, cha con tôi mà trúng đó không? Ừ. Tết này đó không? Thần muốn cái gì tôi cúng cái đấy cho thần. Dạ. Hứa phải giữ lời nghe không? Hứa mà hết. Hô biết. Trời ơi. Ông biết mất tiêu rồi mày. Bà tao đứng trụ hình luôn. Gặp ông được hình quá bà. Trời, đánh liền con, đi đánh liền. 35. Bây giờ tiền đâu đánh đi. Ông tao làm cha tôi hy sinh cho. Dạ, bây giờ bán áo ai đi. Thôi bậy. Áo tao cởi ra không được. Sao vậy? Bán áo mày đi. Thôi áo con rách không bán được, áo ba tốn nè. Không có được. Sao vậy? Trời ơi, tao với mày ngủ ngoài đường ngoài xá mà tao cởi ra cái con mấy con chó nó tưởng tao xíu quách nó gặm tao sao? Bây giờ sao tao hy sinh, tao làm cha tao phải hy sinh. Mày hy sinh nè. Mày cứ lấy đôi dép tao mà đi bán đi. Bán đôi dép của bên kia. Ừ. Rồi, con đi liền ha. Ừ, Phan. Dạ. Mày đưa dép vào đây tao. Vậy, con lấy gì con mà? Tao đưa dép mày lấy gì tao bán? Vậy như không, vậy bán dép tôi rồi. Quên. Mày lấy đôi dép mày bán luôn. Thôi bán hai đôi đi. Ờ, cho đôi bằng chứ bây giờ đưa ông rồi. Đó, nhập chung vậy bán cho nó có vốn mạnh. Con đi nha ba. Tao khoan. Dạ. Còn cái nón. Ông ơi, cái nón đâu có nhiêu tiền không? Trời ơi, 5 ngàn chiều cũng trúng 350 ngàn như vậy. Cho vốn mạnh hả? Vốn mạnh lên luôn. Chạy láng vòng luôn. Trời, chơi luôn. Trời, lại thật là trời không phụ lòng người gian mà. Ông làm gì em đi vòng vòng rồi vậy? Suy nghĩ rồi. Suy nghĩ gì chứ, nghĩ gì nữa? Suy nghĩ chuyện đời chứ. Thôi ông ơi, mệt quá ông ơi, ngủ xuống cái đầu đi ông ơi. Ngày hôm qua nói ông rồi, ngủ trong đình đi, không chịu ra miếu ngủ, mũi cắn thấy mông nội luôn à. Mày, ra ông cho mày muốn ông Từ đuổi ra hả? Sao Từ nào đuổi đuổi mình? Tao với ông Từ bị thị, qua không có vô đây được. Ủa, ông kiện ông Từ cái gì? Tại chắc không biết thôi, tao muốn kiện ông Từ. Trời đất ơi, ông Từ mà, cả. Ông Từ mà ông cũng tha nó thông quá ông luôn rồi, sợ ông quá luôn rồi. Mày cằn nhằn hoài, tao mới là thừa cằn nhằn mày à. Đúng vậy. Trời đất ơi, còn có đôi hai đôi dép cho cái đó cuối cùng là cũng banh nữa. Vậy chứ ông quốc banh cái nhà tôi muốn nói không? Banh cái nhà là khác. Cái nhà tôi tính thắng lớn, ăn Tết lớn. Còn cái này là những cái sản phẩm cuối cùng. Mày hiểu không? Bàn cái bàn cái khỉ đi. Nói là 35, ông cho vậy. Điều quốc 70, ông chịu đánh. Đánh 35, 75, hay quá. Mệt quá, ông quá luôn rồi. Tôi mệt lắm luôn rồi, tôi sợ quá rồi. Mày khổ sao rồi, ông đã đâu. Mấy ngày tới nó muốn chết cha bây giờ. Ủa vậy ông muốn đâu hả? Rồi sao?
ai kêu tao đó. Chị chào ông Từng đó, ông Từng. Ông Từng, đừng có tao đây. Ông Từng à, ông gì đâu á. Mày nhìn tao không ra. Ông là ông nào vậy? Tao là thần cà chém nè. Hả? Ủa sao bây giờ giống quá vậy? Giống gì? Giống thần té tua quá vậy? Đồ, tao là thần cà chém từ ngày gặp tụi bay tới giờ thành thần té tua luôn. Ông ơi, bữa con nhớ ông xuất hiện khói xịt dữ lắm mà. Thôi tiền mua khói. Ủa nói vậy khói bữa ông mua hả? Gà cho. Trời ơi, trời ơi, đâu phải mình tao té tua đâu. Mà nguyên một băng ở trên té tua hết. Đi chơi nào? Trên trời, mấy ông tiên. Ông nào ông nấy cũng như tao. Tụi bay bạc này hay quá. Tụi bay bạc hay quá, nói trúng lớn quá. Tôi về tao xuôi mấy ông, tao khuyên mấy ông đè ập bao nhiêu tiền mấy ông bỏ vô hết. Rồi xong. Bỏ sao? Nguyên đi bán nhà lầu bán của ông của đồ tự giận nữa. Tao nói thiệt đi, còn nghèo hơn tụi bay, không có cái chiêu mà nằm nữa. Dạ vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Tại ông là người ở đảng. Sao ông xin ông hoàng cái số? Xin rồi. Ông nói mày muốn xin số hả? Tao cho. Nói gì? Muốn cho cây cuốc. Cây cuốc? Ừ. Số 7 sao? Ở số 7 con heo. Con heo số 7? Không phải, ông nói về quê đi. Cuốc đất trồng phai làm ruộng mà ăn. Cái đó mới là giàu chắc luôn đó. Đúng rồi, tại ông có trả nông chuyện với Linh này ơi. Tao xin cho tụi con. Xin cho tụi tôi nè. Con xin tụi bay rồi. Con heo số 7? Ông nói tụi bay nếu mà tụi bay cứ ráng lo chí thú làm ăn á thì chắc chắn là tụi bay làm giàu. Còn tụi bay không lo làm ăn mà tụi bay xin số á thì ông cũng cho. Cho không? Cho một con số. Số mấy? Số 8. Không được. Phải hai con mới đánh con số 8 đâu đánh được. Ông cho hai con luôn. Được. Hai đứa hai con. Trời đã ta. Con gì con gì? 8. 8. 8 đánh liền ba. Không phải. 8 gì ông mới cho hai đứa hai con mà. Như vậy là mỗi đứa một con. Đúng. Tại sao? Là cái còng á, cái còng số 8 mày cái này cái nè. Tớ nhất đừng nói bậy bạ ra. Phải đâu cho tôi cái còng. Tụi bay không biết hả? Gì? Theo điều luật của bộ luật hình sự, cái mức án cờ bạc cao nhất là 7 năm tù. Trời ơi. Hiểu hả? Vậy cho tao mượn chiếu tao nằm nha. Cảm ơn tụi bay. Ê, ông thần, đánh chiếu lại cho tôi, đánh chiếu lại cho ông thần con. Trời ơi, cuối cùng còn chiếc chiếu mà ông cũng lấy nữa. Thần te tua hơn người phàm sao?